Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14 câu 27 đến câu 31a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy sẽ đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước để khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến, đã hẳn nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền dạy cho Thầy. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe lời tâm tình của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, cũng như là dành cho mỗi người chúng ta. Thủ lãnh thế gian đang đến, nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra để biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Chúa Giêsu nói lại một lần nữa cái vai trò, cái vị thế của mình. Chúa Giêsu đến thế gian này chỉ vì yêu mến Chúa Cha và làm đúng như lời Chúa Cha truyền dạy. Đó là Chúa Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá, một cái chết nhục nhã. Thủ lãnh thế gian đang đến, nhưng mà không làm gì được hết. Dù có giết chết đi, nhưng Chúa Giêsu vẫn sống lại. Chúa Giêsu đã phục sinh như lời của Ngài đã phán. Và điều mà hôm nay chúng ta thấy cái quan trọng nhất, phải nói rằng cốt lõi trong cuộc đời của chúng ta: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Chúa đến để Chúa trấn an cho chúng ta tất cả mọi lo toan của cuộc đời. Nếu như Chúa Giêsu không đến, chúng ta không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu và như thế nào. Nhưng Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu cho chúng ta biết được cùng đích cuộc đời của chúng ta, đó là nước trời. Và khi chết, Chúa Giêsu trải qua cái chết thì Ngài đi tới vinh quang như Chúa Cha đã nói. Và người môn đệ của chúng ta đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Thật sự ra mà nói, không xao xuyến, không sợ hãi sao được. Ngay cả Chúa Giêsu trên con đường thập giá và trên thập giá, có những lúc nặng trĩu trên đôi vai của mình, gánh nặng cũng như sự đau đớn. Chúa Giêsu đã nói: Lạy Thầy, nhân sao Thầy bỏ con? Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Trong cái đời sống đức tin của chúng ta cũng bị giằng co, chúng ta cũng bị thử thách về đức tin. Và có lẽ có nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng nói như Chúa Giêsu nói với Chúa Cha: Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chúa bỏ con rồi. Nhưng mà bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Chúa vẫn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn ở với chúng ta. Nhưng chuyện quan trọng rằng thì là chúng ta không đủ niềm tin vào Chúa. Chúng ta không đủ niềm tin để chúng ta tín thác cuộc đời của chúng ta vào trong tay Chúa và chúng ta cảm thấy bất an. Cái câu chuyện mà chúng ta nên nhớ và nên suy nghĩ, cái câu chuyện dấu chân trên cát: Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa, Ngài cùng tôi trên bãi biển hoang. Chợt lúc ấy sóng gió đến và tôi thấy lúc mà cảnh biển đẹp thì có hai dấu chân ở trên cát. Nhưng khi mà bão tố ập đến thì chỉ có một dấu chân thôi. Và lúc đó tôi hoảng hốt: Chúa hỡi sao Chúa bỏ rơi con? Và chính lúc đó Chúa nói rằng: Chính cái lúc mà sóng gió cuộc đời đó ngươi thấy một dấu chân thôi á, là vì lúc ấy ta đã bồng bế ngươi trên tay. Thiên Chúa là một người cha nhân hậu, Ngài yêu thương chúng ta. Ngài luôn luôn ủ ấp chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài. Và ở với Ngài, ở trong Ngài, chúng ta sẽ bình an. Cái vấn đề lớn là chúng ta có nhận ra cái tình yêu thương ấy trong cuộc đời này hay không thôi.
Chúng ta vẫn loay hoay, chúng ta đi tìm cái điều gì đó trong cuộc đời để chúng ta bất an. Chúa Giêsu đến ban cho chúng ta cái sự bình an như Chúa nói rồi, không phải là bình an của thế gian, mà bình an của Thầy. Bình an của Thầy là để anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, vì Thầy luôn luôn ở cùng anh em. Và chúng ta thấy rằng, như một đứa trẻ, nếu đứa nào tin tưởng cha mẹ của mình, thì nó bước đi trong cuộc đời với niềm tin tưởng và phó thác, nó sẽ bình an. Không có một cha mẹ nào bỏ con cái của mình cả. Vấn đề lớn là đứa trẻ nó có tin để nó phó thác cuộc đời của nó trong tay cha mẹ nó hay không. Và bằng chứng trong cuộc đời chúng ta thấy có những đứa trẻ ngỗ nghịch. Có những đứa trẻ ngỗ nghịch đã vụt tay ra khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ. Và cuộc đời của nó chúng ta thấy bấp bênh, nổi trôi. Bởi vì nó đã vụt ra khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ và nó mất bình an. Chúng ta thử so sánh một cái đơn giản nhất trong cuộc đời thôi. Chúng ta thấy một đứa trẻ mà có đủ cha có mẹ, thì cuộc sống của nó cảm thấy nó vững bước, nó cảm thấy nó bình an hơn là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc là trong những gia đình ly dị ly thân. Trong những gia đình ly dị ly thân, những đứa trẻ cảm thấy buồn, cảm thấy bất an, nó không nói ra được. Nhưng mà cái hoàn cảnh của nó bi đát lắm, bởi vì nó không còn cha còn mẹ. Trong cuộc đời của chúng ta có ai muốn mất cha mất mẹ đâu. Cái ngày mà chúng ta mất cha mất mẹ ai cũng nói hết là mất cả cuộc đời rồi, mất cả vầng trăng, mất cả tuổi thơ, mất cả đại dương. Cái tình yêu thương cha mẹ lớn lắm trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta không cảm nhận ra cái tình yêu thương ấy, chúng ta vụt tay ra khỏi cái tình yêu thương của cha mẹ. Và với Chúa cũng vậy. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta từng bước trong cuộc đời. Và như Chúa nói đó, trước khi các ngươi xin điều gì ta đã biết rồi. Mà đôi khi chúng ta chỉ xin là cho thỏa mãn cái lòng của chúng ta thôi. Chúng ta không xin ơn niềm tin. Chúng ta không xin ơn đức tin. Chúng ta không xin cho chúng ta lòng yêu mến Chúa, kính mến Chúa, thờ phượng Chúa cho đủ. Để rồi cuộc đời của chúng ta cứ mãi trông chênh thôi. Bởi vì chúng ta không chọn Chúa là chủ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chọn tiền bạc. Chúng ta thấy kinh nghiệm thực tế của cuộc đời. Xem chừng ra nó là lý thuyết, nhưng mà nó rất thực tế. Là những người tham tiền, họ chạy theo tiền, họ không bao giờ cảm thấy đủ hết. Và họ lao theo tiền, đi vay, đi mượn, đầu tư, rồi cuối cùng lãi mẹ, đẻ lãi con, sinh nợ cha, nợ cháu. Và họ bất an trong cuộc đời. Đó là cái kinh nghiệm thực tế ngang qua cuộc đời của chúng ta, có thể là người thân của chúng ta, có thể là người quen của chúng ta. Bởi vì không có cảm thấy có Chúa là đủ. Bởi vì không có cảm thấy Chúa là nguồn mạch của bình an của đời mình. Bởi vì cứ nghĩ rằng là tiền bạc nó sẽ đem lại cái sự bình an. Nhưng mà nó là cái sự bình an của thế gian. Cái bình an đó nó chóng vánh lắm. Người ta đến với nhau, người ta chỉ kiếm chác được nhau, lợi dụng nhau và người ta tưởng là ngon. Nhưng mà đó là tất cả những cái gì đó nó làm cho người ta thỏa mãn về con người. Đối với Chúa không phải là thỏa mãn về con người, mà đối với Chúa là thỏa mãn về cái sự bình an trong tâm hồn. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu phục sinh đến ban bình an cho các môn đệ. Sau khi các môn đệ sợ hãi, chính cái ơn bình an mà Chúa ban cho các môn đệ đã vực dậy, các môn đệ đã đứng lên để các môn đệ đi lao báo tin mừng. Có những vị đã dám chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình tử đạo để minh chứng cho niềm tin ấy. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Nó cũng bấp bênh, nó cũng đòi hỏi chúng ta, nó cũng thử thách chúng ta. Rằng thì là chúng ta có bám vào Chúa hay không? Và trong thực tế, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Nếu như chúng ta đặt mình vào trong bàn tay của Chúa, nếu như chúng ta đặt cuộc đời chúng ta vào sự quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta nó bình an lắm. Còn nếu như chúng ta cứ loay hoay, cuộc đời chúng ta nó bất an lắm, mà cuối cùng mất cả chì lẫn chài, chẳng được cái gì cả. Tiền bạc thì cũng chẳng có, mà Chúa thì cũng chẳng xong đâu. Chúng ta hình dung ra đi, không có một người cha, người mẹ nào bỏ con cái của mình. Thì cũng vậy, Chúa cũng không bao giờ bỏ chúng ta. Chuyện quan trọng rằng chúng ta có tín thác cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa hay không? Tín thác hay không, đó là câu trả lời của mỗi chúng ta, chứ không ai trả lời được. Nếu như từng bước trong cuộc đời, chúng ta bước đi trong sự yêu thương, trong sự tin tưởng, trong sự phó thác của Chúa, chúng ta sẽ bình an. Còn khi chúng ta vụt đi, chúng ta đi tìm cái chuyện khác, chúng ta đi tìm cái chỗ dựa khác, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ bất an lắm.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn ý thức được điều đó, để chúng ta luôn luôn tín thác cuộc đời của chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa. Và chắc chắn có Chúa, cuộc đời của chúng ta bình an. Tiền bạc, danh vọng, vật chất nó chỉ làm cho chúng ta bình an một khúc nào đó thôi. Rồi từ từ nó bỏ mình đi là mình sẽ bất an. Và chỉ có một mình Chúa mới là mãi mãi, mới là nguồn mạch bình an cho cuộc đời của chúng ta.